Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn hai cái cây cầu có cùng kiểu dáng, sử dụng chung một loại động cơ nhưng mà có tỷ số truyền và kết cấu khác nhau. Đấy. Sở dĩ gửi cho các bạn hai cái bộ này để các bạn so sánh bởi vì nó sử dụng chung một dòng động cơ. Giá tiền thì nó cũng vừa phải. Giá tiền thì nó vừa phải thôi. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ sử dụng vào hai mục đích khác nhau. Sẽ tạo lên cái hiệu quả nhất định cho các bạn là khi giống dựng xe. Thì trước tiên là giới thiệu với các bạn cái cây cầu phía trên này. Đây, cái cây cầu này thì nó là dòng cầu hai tốc độ. Một số nhanh và một số chậm. Dòng này thì chuyên tải phù hợp là khoảng 500 đến 700 kg. Đấy, tốc độ nhanh, tốc độ của nó là tương đương với số chậm là khoảng 15 đến 17. Số nhanh là 30 đến 37 kg/m/giờ. Đấy, còn động cơ thì có thể lắp các công suất khác nhau. Đấy. Cái dòng này thì có đường kính phanh là 160. Đấy. Các cỡ dài ngắn khác nhau. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu to hơn. Cầu to hơn này là cái dòng cầu chậm. Cầu này thì phù hợp nhất đối với các bạn làm xe trong nhà xưởng, xe chở gạch mộc hoặc là xe thu gom vệ sinh môi trường. Tốc độ thì nó chỉ dao động từ 10 cho đến 13 km/h thôi. Rất là chậm nhưng mà bù lại thì nó rất là khỏe, ăn điện thì rất là ít. Đấy, và cái dòng này thì nó thiết kế chuyên trở lặng cho nên là cái đường kính phanh của nó lớn, đường kính phanh 200. Động cơ thì vẫn cùng một loại thôi nhưng tải trọng có thể chịu được lên đến khoảng 1 tấn là bình thường. Đấy, thì các bạn sẽ phù hợp với lại nhu cầu để đóng xe cho nó phù hợp. Ở đây thì em có mang cái bộ trục của nó ra để cho các bạn so sánh hai cái dòng cầu này. Thì đối với cái cầu nhanh, cầu nhỏ ấy, thì đây nó là trục của bé này. Còn đối với này cái cây cầu to ấy, thì trục của nó to. Đấy, trục lắp nó to hơn hẳn. Và nó là trục 6 răng. Còn này là trục 18 răng. Thì các bạn nhìn hai cái mẫu trục nó khác nhau hoàn toàn. Một thằng nó nhỏ và một thằng nó to hơn. Thì là độ bền nó hơn hẳn và lực truyền nó lớn hơn. Đấy. Thì đấy là hai cái dòng cầu mà em muốn giới thiệu. Giá thành của hai loại này gần như là tương đương nhau thôi. Cái cầu to này nó đắt hơn một chút. Đấy. Và nó chỉ có một số thôi. Đấy. Cái cầu to này thì cũng có thể yêu cầu nó có một loại cầu to như thế này mà hai số. Tuy nhiên ở đây thì em đang giới thiệu là loại một số. Số chậm. Đấy, và tốc độ của nó thì chỉ dao động khoảng 10 cho đến 13 km/h. Nó sẽ tùy thuộc vào cái đường kính bánh xe nữa. Và nó chỉ phù hợp như là nhu cầu đi chậm và khỏe. Ví dụ như là xe trong xưởng, xe đi thu gom vệ sinh môi trường thì nó cần tốc độ chậm nhưng mà rất là khỏe. Và ăn điện thì rất là nhẹ. Đấy. Còn cái dòng cầu bé hơn ấy thì nó sẽ phù hợp với này cho các bạn sử dụng tải trọng khoảng 500 cho đến 700 kg và đi tốc độ nhanh, có hai tầng nhanh và chậm. Về số, đi số chậm thì chở khỏe, mà về số nhanh thì đi số nhanh. Đấy. Nhưng mà khả năng độ bền thì nó sẽ không thể cao bằng cái cầu to này được. Vì vậy là các bạn đặt hàng hay là có ý định làm xe thì đây là hai cái video để đây là hai cái trục cầu để cho các bạn lựa chọn và lên đồ. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua số điện thoại và Zalo Viber 0983 818 955 hoặc là các bạn gõ theo địa chỉ xe điện motor điện.com, tên trang web chính của bên em.
để xem các cái sản phẩm khác. Hai loại cầu này thì đều là cầu 4 ốc. Đấy. Nắp vành 4 ốc, tuy nhiên thì thằng vành 4 ốc này là vành 4 ốc loại lô tâm 70. Còn thằng này là vành 4 ốc lô tâm 63. Nói chung là đều dùng được, các cái loại vành của Việt Nam sản xuất là đều dùng được. Còn cái cầu bé thì dùng được cả vành Việt Nam lẫn vành tàu. Đấy. Đây là hai bộ. Thì các bạn có thể ghép với lại cái video trục cầu nhíp. Và bên em sẽ báo giá cho các bạn cả hai loại này. Đấy. Thì công suất con này hiện tại, như con này đang lắp trên cái cầu này là 1.500W. Còn trên cái cầu bé kia là 1.000W. Tuy nhiên hai cái động cơ này có thể lắp lẫn qua cầu lọ sang cầu kia là đều vừa.